Hai lão tưởng chơi một người chủ tiệm bên kia là chơi gái. Còn mình quay cho bên nhí hả? Dạ lái cho cả hai luôn. Lái lái. Chào anh Quý. Chúc anh Quý sức khỏe nha. Đi xuất sẹt là chủ tiền đang bị dần 6-8. Rồi 6-9. Châu dần lên 10 rồi, 16. Sẹt hai bắt đầu 0-0. Xin chào anh cả theo ai? Cố lên chứ tiếng ơi. Cố lên. Cường vô. Xin gần cả nhà một lúc chia sẻ để anh em Quảng Trị theo dõi được chú cháu nha. Chào anh Thành. Anh Thành theo chủ tiệm máy lón này. Để em đổi góc quay cho. Đổi góc quay cho phải điểm. Tiếng là nhà vô địch lão tiếng trên 45 ở Huế, còn bên kia là Bắc Châu. Châu là cũng vô địch lão tiếng ở Quảng Trị luôn. Quay cho lắm.
khoảng sợ gái hay. Tiếp tục đến sân số 1. Đấm nhất nhì nội dung đôi nam nhì nhật nam mời huấn luyện viên Vũ Nhi Hùng Bảo quan tâm răng của lá cây. Xin chào anh Mì. Anh Mì lâu không thấy anh Mì ghé chơi bóng bàn. Bạc Châu đang thể hiện một phong cách đánh gái rất là chuẩn. Nhìn đơn giản nhưng thực ra là rất chắc chắn cực kỳ nhé. Hay quá. Chào anh Đăng nha, lâu không vào Huế anh. Chào anh Phước. Chào Hải, Hải mày vô địch giải xong phải không? Thầy không tham gia đây Hải ơi. Thầy chăm mấy đứa nhỏ. Lúc nào ra Huế alo nha. Thân chào anh Phiền và anh Hiếu. Em Phước đây. Mấy anh em khỏe không? Chào ai quá. Anh Hiếu lúc nào vào Huế cho em xin mày xét nhá. Thank you.
Mặc Châu đang thể hiện lối đánh rất là chắc chắn luôn. Dường như là chưa có kẻ hở nào để cho Thủy Tiến có thể bứt phá điểm lên. À, chào mẹ của Cải. Thông báo về mẹ Cải từ xa là Chu Binh đã vô địch giải đơn nữ. Hẹn Cải vào rửa giải cùng Chu Binh nha. Tuần tới Cải vào là rửa giải nhá. Đây là một cổ động viên rất máu lửa của Quảng Trị. Rồi, chức vô địch đang thuộc về Quảng Châu. Rồi, chào cả nhà. Tuyệt vời quá.